Đã từ lâu, nam diễn viên hài Mạc Văn Khoa đã được đông đảo người hâm mộ biết tới sở trường kinh doanh tay ngang với thương hiệu bún đậu mắm tôm cùng tên. Quán hiện có 6 cơ sở, trải dài từ Sài Gòn tới Cần Thơ. Rất nhiều người nổi tiếng đã trải nghiệm nhà hàng này và đánh giá rất cao. Mẹt đồ ăn được quảng cáo đầy đủ các thành phần của món bún đậu mắm tôm Hà Nội như bún, đậu rán nóng giòn, thịt luộc vừa đủ nạc đủ mỡ, ăn không ngán, chả cốm, nem chua, dồi chiên, rau sống. Hơn cả, giá suất bún đậu mắm tôm ở nhà hàng này chỉ dao động từ 25 đến 55.000 đồng cho một khẩu phần ăn, tùy vào thực khách. Tuy nhiên mới đây, một khách hàng đã chia sẻ trải nghiệm không tốt ở nhà hàng bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa. Khách hàng này bày tỏ sự thất vọng khi suất ăn không đúng như hình ảnh quảng cáo. Dù đã gọi mẹt thập cẩm, nhưng thức ăn thì leo tèo vài miếng, lại không được bày ra đẹp mắt. Hơn hết, giá cả của suất ăn này không phù hợp với con số là 135.000 đồng trên một phần. Theo vị khách này, họ đã gọi phần bún đậu dành cho hai người là ăn đầy đủ với 6 món, bao gồm đậu hũ chiên, bún, nem chua, chả cốm, thịt luộc, rồi chiên. Khi đăng đàn lên mạng xã hội về trải nghiệm của mình, nhiều người dùng khác cho rằng suất ăn này ở Hà Nội chỉ có giá khoảng 60.000 đồng mà thôi và thức ăn trong mẹt thậm chí còn nhiều hơn. Bên cạnh đó, một khách hàng đã từng mua bún đậu tại nhà hàng này cho biết đã nhìn thấy rán khi đổ túi mắm tôm ra bát. Sau đó, nhà hàng có gửi lời xin lỗi tới thực khách, tha thiết gửi đền bù túi mắm tôm khác. Nhưng ban đầu, nhà hàng lại nói thực khách nên coi lại, coi có nhìn nhầm đó là hành tây hay không, thay vì khẳng định luôn đó là một con rán. Khi khách hàng này đưa bằng chứng, nhà hàng mới chấp nhận. Hiện tại, thương hiệu bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa vẫn chưa có phản hồi về sự việc trên.